Anh à. Sữa ở nhà của con á, có hết chưa vậy? Anh nhớ hỏi mẹ á, coi con có hợp với sữa đó không, để em còn biết em có mua thêm hay không nha. À mà Chin à, dạo này em với bạn trai em sao rồi? Vẫn ổn chứ? Cũng được. Anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Anh muốn tìm hiểu cô giáo Dự Hiền. Anh tính đi chơi với cổ. Dạo này diễn hơi sâu rồi nha. Không, anh nói thiệt á. Anh đã ngỏ lời với cổ rồi. Vậy cho nên từ nay về sau á, em đừng có hiểu lầm cổ nha. Cổ thiệt hả? Anh có biết là mình đang làm gì không? Diệu Hiền á là một người rất là trong sáng ngây thơ. Cổ sao không có chịu nổi đả kích nào đâu? Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng, sẽ không làm cho cổ buồn. Anh biết là trước sau gì em cũng biết, cho nên anh cố tình nói cho em biết. Tại vì anh tôn trọng em, cũng như là tôn trọng Diệu Hiền. Sao cơm này cũng ngon. Em sao vậy? Nhìn em chầm chầm vậy, làm sao em ăn được? Em xin lỗi. Dù biết là hai người cũng rất thân với nhau, nhưng mà em không ngờ là hai người lại có tình cảm với nhau nhanh đến như vậy. Em biết em nói như vậy giống như là em đang ghen, nhưng mà không phải. Dù sao thì hai đứa mình cũng ly dị rồi mà. Alo. Alo. Cái điện thoại con bị cái gì vậy? Nghe tiếng chuông không mà không hiện cái gì lên vậy? Điện thoại em à. Alo. Tôi nghe nè. Rồi. Bà về hả? Ừ. Ăn cơm không? Trong bếp còn cơm á. Không cần đâu, tôi ăn ở ngoài rồi. Ờ. Diệu Hiền, bà chuẩn bị đi chơi với Đại Hạnh Phúc đúng không? Cuối cùng đó chính là nghệ sĩ Tiến Luật. Rớt muỗng rồi. Cái muỗng đâu rồi, cái muỗng. Mở bằng ngã ra thì ai mình cũng biết chuyện. Nhưng mà cái giọng bà không cần mắc cỡ đâu, đừng có trốn nữa. Ổng kể với tôi nghe hết trơn rồi. Thật ra tôi cũng tính nói cho bà biết, nhưng mà tôi không biết nói sao hết, cho nên... Không có gì đâu, tôi hiểu mà. Bây giờ mà chúc mừng hai người thì có phải là quá sớm không ta? Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn hy vọng hai người có thể vui vẻ hẹn hò với nhau. Kim Chi à, tôi xin lỗi. Tôi có lỗi với bà. Có gì đâu mà xin lỗi. Dù sao á thì tôi với ổng cũng đã ly dị rồi. Cuối cùng á thì ổng cũng phải quen người khác. Quen ai cũng vậy. Dù sao á, quen bà thì tôi còn biết bà là người tốt, còn yên tâm hơn. Bà đừng có giận tôi nha. Giận cái gì mà giận? Có giận bà đâu mà lo. Tôi chỉ thấy lo cho bà thì đúng hơn á. Bà có nói với bố mẹ bà là bà quen người đã từng có vợ chưa? Tôi quên chuyện này nữa chứ.
Cái tính thờ ơ của bà là tôi biết ngay á, là bà chưa nói rồi. Nè, bộ bà tin á là anh yêu bà thiệt hả? Nếu mà thầy Phúc không có thích tôi thiệt thì sao mà thầy Phúc dành nhiều thời gian cho tôi rồi quan tâm tôi đã vậy chở tôi đi chơi nữa? Bà ngốc thì ngốc vừa thôi. Cái chuyện mà hẹn hò đi chơi và cái chuyện yêu nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bà là bạn của tôi, cho nên tôi mới dặn bà nè. Bà không có được tin, cũng như là không có được lụy tình với ổng quá nghe chưa? Alo, Hạnh nghe đây. Dạ dạ. Dạ đúng ạ. Dạ dạ, tôi là ông Nguyễn Đức Hạnh nè. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, dạ tôi biết rồi. Dạ tôi cảm ơn ạ. Dạ. Yeah! Yeah! Buồn ra. Mày điên hả? Mày điên hả? Trời ơi, làm cái gì vậy? Khoan, đóng anh đi cho nó đều. Anh ơi, sao mà con quýnh ba vậy? Massage. Con có việc làm rồi hả? Con được người ta nhận làm rồi mẹ. Mừng quá. Có việc làm rồi hả? Dạ có việc làm rồi mẹ. Chừng nào đi làm? Ngày mai. Họ kêu là ngày mai con lên công ty nhận việc. Vậy hả? Chắc không. Hay là như mấy lần trước. Viết làm. Cuối cùng ở nhà. Chắc ba. Cái này là chắc 100% luôn. Người ta gọi điện cho con, kêu là ngày mai lên công ty nhận việc liền. Anh ơi, anh giỏi quá hả? Kể từ ngày mai Nguyễn Đức Hạnh sẽ là một người khác. Một người hoàn toàn khác thôi. Không còn thất nghiệp nữa. Con có việc làm rồi. Bởi vậy mẹ nói Đức Hạnh của mẹ là giỏi lắm luôn á. Con trai ơi, mẹ thương con quá con trai ơi. Mẹ ơi, chồng con. Em mới chồng mẹ. Thôi. Chúc mừng anh nha, giỏi quá. Alo. Nghe nè cô Hiền. Alo. Tôi nghe nè cô Hiền. Alo, cô Hiền, cô nghe không vậy? Thầy Phúc à. Điện thoại cô bị sao vậy? Tôi tưởng là cô không muốn nghe điện thoại của tôi chứ. Dạ. Em xin lỗi thầy Phúc. Tại em buồn ngủ quá. Sao kia em ngủ quá. Thầy gọi em có gì không thầy? Ngày mai cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi chơi. Dạ, em đi đâu cũng được. Biết sao thầy Phúc đưa em đi là được à? Cô biết đảo Long Sơn không? Chỗ đó đẹp lắm á. Với là vừa hải sản lớn Bà Rịa Vũng Tàu đó. Dạ đi. Vậy mình đi Long Sơn ăn hải sản nha thầy Phúc. Thầy biết không, em là chùm tiêu diệt hải sản luôn á thầy. Vậy hả? Hay quá vậy. Tôi cũng vậy, tôi rất thích hải sản, đặc biệt là mực á. Vậy ngày mai á, tôi mượn xe của ba tôi chở cô đi nha. Dạ. Bye bye thầy Phúc.